Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ 6 ngày 8 tháng 5 năm 2020 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội thảo khoa học cấp quốc gia Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh họp bàn về công tác phòng dịch, cho phép tất cả các ngành nghề dịch vụ, trừ vũ trường, quán karaoke hoạt động trở lại, bỏ giãn cách trên xe khách. Cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh kiến nghị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhanh gọn hiệu quả. Các trang trại ở Khoái Châu tái đàn đảm bảo chăn nuôi an toàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020. Sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia, Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Hội thảo được tổ chức trực tuyến từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội đến 68 điểm cầu tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và 5 học viện trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Các đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội thảo. Dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, hội thảo khoa học cấp quốc gia Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc được tổ chức nhằm thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác. Với tất cả lòng thành kính, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng chọn đời mình vì độc lập dân tộc, tự do hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Người là biểu tượng của sự kết hợp hài hòa đẹp đẽ nhất của văn hóa dân tộc ta và tinh hoa văn hóa nhân loại. Người là biểu tượng sáng ngời của phong trào giải phóng dân tộc, hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của người là cội nguồn gắn liền với bước phát triển và thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được tổng cộng 65 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương, trong đó có 8 tham luận được trình bày trực tiếp tại hội thảo. Tỉnh ủy Hưng Yên có một tham luận gửi tới hội thảo với chủ đề đem tài dân, sức dân, làm lợi cho dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung và giá trị. Tham luận nhấn mạnh, Hưng Yên tự hào là quê hương của cụ Hoàng Xuân Đường, ông ngoại của Bác Hồ, người trực tiếp nuôi dưỡng, dạy dỗ phụ thân Bác Hồ là cụ Nguyễn Sinh Sắc. Thừa hưởng sự giáo dục đó, sau này cụ Nguyễn Sinh Sắc đã có ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng, tinh thần yêu nước, thương dân của con mình là Nguyễn Sinh Cung, tức Bác Hồ. Hưng Yên cũng là tỉnh vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành những tình cảm đặc biệt, là Chủ tịch nước dù bận trăm công ngàn việc nhưng Hưng Yên đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm đến 10 lần. Riêng năm 1958, Bác đã về thăm Hưng Yên 5 lần. Trong những lần về thăm, Bác thường động viên, khích lệ nhân dân Hưng Yên để có thể phát huy tốt nhất tinh thần tài dân, sức dân, phát triển sản xuất, xây dựng tinh thần đoàn kết gắn bó. Người còn dành thời gian viết 14 lá thư thăm hỏi động viên cán bộ và nhân dân Hưng Yên, 20 lần ký sắc lệnh khen thưởng cho tập thể và tặng huy hiệu của người cho 67 cá nhân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo và tình cảm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tích nổi bật trong kháng chiến và trong quá trình xây dựng phát triển như hôm nay. Từ một tỉnh thuần nông, điểm xuất phát kinh tế thấp, đến nay Hưng Yên đã xây dựng được một nền tảng kinh tế xã hội tương đối đồng bộ vững chắc. Kinh tế hàng năm tăng trưởng cao hơn bình quân chung của cả nước, diện mạo cơ sở hạ tầng, đời sống nhân dân từng ngày đổi mới. Có được kết quả đó, một phần quan trọng là do Đảng bộ và các cấp ngành trong tỉnh đã vận dụng và thực hiện tốt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đem tài dân, sức dân, làm lợi cho dân. Kết luận hội thảo, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá với cách tiếp cận đa chiều có hàm lượng khoa học, lý luận sâu sắc, hội thảo đã làm nổi bật chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của người. Hội thảo khẳng định tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh mãi mãi là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, nhất định sẽ đạt được những thắng lợi và thành tựu to lớn hơn nữa. Sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức họp về công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đến thời điểm này, Việt Nam nói chung và Hưng Yên nói riêng đã cơ bản đẩy lùi được COVID-19 trong 2 tuần qua. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới theo chỉ đạo của Chính phủ. Từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5, toàn tỉnh cách ly mới 35 trường hợp. Ngày 30 tháng 4, thôn Chí Trung, xã Tân Quang hoàn thành 28 ngày cách ly. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh đánh giá cao công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh và các đơn vị địa phương trong tình hình mới. Để tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục triển khai các biện pháp phù hợp trong tình hình thực tế hiện nay để phòng chống dịch, không để dịch bùng phát. Song song với đó, cần có những giải pháp cụ thể thiết thực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, yêu cầu mỗi cán bộ, công nhân, viên chức cần nâng cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ được giao. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh hiện nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đồng ý cho phép tất cả các ngành nghề dịch vụ trừ vũ trường, quán karaoke hoạt động trở lại, bỏ giãn cách trên xe khách. Đối với ngành giáo dục đào tạo, trở lại học tập bình thường, bỏ giãn cách lớp học, không phải đeo khẩu trang khi ngồi trong lớp học. Trẻ mầm non trở lại trường học từ ngày 11 tháng 5. Tại các cơ quan công sở, không bắt buộc đeo khẩu trang khi làm việc, cho phép tổ chức lại các hoạt động thể dục thể thao, tổ chức các giải thể thao. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn sức khỏe và phòng chống dịch COVID-19, các cơ quan công sở, trường học, bến xe cần được vệ sinh sạch sẽ. Đối với giáo viên, học sinh trên đường đến trường và từ trường trở về, người dân đến nơi công cộng, đi trên xe khách cần đeo khẩu trang. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương triển khai ngay gói hỗ trợ của Chính phủ đến các đối tượng, đẩy nhanh tiến độ xây nhà ở cho hộ nghèo, người có công. Nhân dịp đại lễ Phật đản, chiều qua đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thăm tặng quà các chức sắc Phật giáo trên địa bàn tỉnh. Thăm và tặng quà chức sắc Phật giáo chùa Chuông, chùa Phố ở thành phố Hưng Yên, chùa Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Văn Lâm và Giáo hội Phật giáo thị xã Mỹ Hào, các đồng chí lãnh đạo tỉnh gửi lời chúc tốt đẹp đến các tăng ni Phật tử nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2564. Đặc biệt, ghi nhận những đóng góp của các tăng ni Phật tử trong thời gian qua đối với sự phát triển của tỉnh Hưng Yên, đồng chí mong muốn tăng ni Phật tử tiếp tục sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, Thành ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia của các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiều ý kiến sâu sắc cụ thể vào từng lĩnh vực như báo cáo chính trị cần đề ra thời gian đạt được mục tiêu xây dựng thành phố trở thành đô thị loại 2, dự thảo báo cáo chính trị cần đánh giá rõ nét kết quả thực hiện và bổ sung các giải pháp thực hiện một số lĩnh vực, đề án về tiểu thủ công nghiệp, phát triển du lịch dịch vụ, quản lý đô thị, chú trọng phát triển kinh tế vùng bãi. Ngoài ra, trong báo cáo cần đánh giá tác động ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tới phát triển kinh tế xã hội và đời sống người dân, cần bổ sung đánh giá kết quả triển khai đề án quy hoạch xây dựng đô thị Đại học Phố Hiến, quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị đô thị cổ Phố Hiến gắn với phát triển du lịch. Trong công tác xây dựng Đảng, cần quan tâm đến công tác cán bộ đảm bảo chặt chẽ, minh bạch, đúng quy định. Mỗi lĩnh vực cần đề ra một nhiệm vụ giải pháp đột phá, phục vụ thiết thực đời sống người dân. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đang gặp một số khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, chủ yếu là thiếu nhiên liệu sản xuất và thị trường tiêu thụ giảm, hàng hóa bị ứ đọng. Tự bản thân mỗi doanh nghiệp đang nỗ lực đặt quyết tâm cao nhất để ổn định sản xuất, nhưng đó là chưa đủ, rất cần các gói hỗ trợ của nhà nước cùng nền hành chính nhanh và mạnh hơn nữa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp này đề xuất nên rút gọn các thủ tục giấy tờ để được hưởng các ưu đãi về thuế vốn vay vì dịch Covid-19. Bởi doanh nghiệp đã hoạt động từ nhiều năm nay, ngành nghề sản xuất cho đến mọi khoản đóng góp đều được cơ quan quản lý thuế nắm bắt kịp thời qua từng quý năm. Trong giai đoạn này doanh nghiệp cũng đang khó khăn nên đề nghị các đơn vị là theo cái chính sách chung thì cũng không lên phải bắt doanh nghiệp phải làm những nhiều các thủ tục khác làm gì, phải trình cái thủ tục để xin được miễn giảm hay không. Tổng hợp sơ bộ của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, tùy theo ngành nghề và thị trường tiêu thụ mà mức độ ảnh hưởng bởi dịch Covid khác nhau. Đến hết tháng 4 năm 2020, toàn tỉnh có gần 150 doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô, dừng sản xuất với hơn 16.000 lao động phải nghỉ việc. Cùng với các chính sách hỗ trợ của nhà nước, hội đã có nhiều giải pháp tuyên truyền gắn kết các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội. Chúng tôi cũng luôn thông báo cho tất cả các doanh nghiệp là phải sẵn sàng đối phó với những cái vấn đề khi mà lượng hàng giảm thì chúng ta làm thế nào tranh thủ được, kéo được hàng, bởi vì cái lượng hàng nó giảm toàn cầu, nhưng nếu chúng ta có năng suất tốt, nếu chúng ta có thời gian giao tốt thì lập tức chúng ta có thể kéo hàng từ các thị trường khác. Thách thức đặt ra rất lớn, những thông tin về tiếp cận thị trường cùng một số chính sách hỗ trợ ưu đãi là chưa đủ giúp doanh nghiệp vượt khó trong lúc này. Theo ý kiến của hầu hết các doanh nghiệp, thời điểm này nên là dịp để cơ quan quản lý nhà nước các cấp đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính điện tử theo hướng chặt chẽ nhưng gọn đầu mối và hiệu quả. Vì thực tế, doanh nghiệp vẫn mất nhiều thời gian để giải quyết thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai. Rất là mong muốn nhà nước tạo điều kiện cho cái thủ tục hành chính làm sao cho nó doanh nghiệp được gọn gàng, nhất là thời buổi bây giờ là kết hợp với công nghệ thông tin thì làm sao mà mình có thể ngồi ngay tại văn phòng có thể giải quyết được các thủ tục hành chính. Trong cái gói của chính phủ mà hỗ trợ cho đối với cộng đồng doanh nghiệp thì đề nghị đối với các cấp là chúng ta sẽ tạo mọi cái điều kiện để làm cái thủ tục nhanh chóng. Tại kỳ họp thứ 11, kỳ họp bất thường của Hội đồng Nhân dân tỉnh diễn ra vừa qua, người đứng đầu chính quyền tỉnh là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức các sở ngành, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục nâng cao trách nhiệm công vụ hơn nữa, làm việc bằng 2, bằng 3, luôn xác định là người phục vụ, người đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng lãnh đạo tỉnh quyết liệt nhưng đội ngũ cán bộ cấp dưới thờ ơ, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19. Để những thông tin tại hội nghị quan trọng này đến được đông đảo người dân và doanh nghiệp, bắt đầu từ 8 giờ sáng mai, nội dung hội nghị sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tiếp sóng trực tiếp. Kính mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Hiện nay, huyện Ân Thi đang khẩn trương thực hiện chi hỗ trợ kinh phí đợt 2 cho người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, với tổng số tiền là 10 tỷ 600 triệu đồng. Bệnh dịch tả lợn châu Phi, huyện Ân Thi đã tiêu hủy gần 25.500 con lợn, tương đương trên 1.600 tấn. Kinh phí hỗ trợ cho các hộ có lợn bị tiêu hủy gần 64 tỷ đồng. Đợt 1, huyện Ân Thi đã thực hiện chi hỗ trợ kinh phí 50% cho người chăn nuôi. Trong đợt 2 này, đối với các chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi trước ngày 7 tháng 6 năm 2019, trả tương ứng với 14,79% tổng số tiền hỗ trợ. Sau ngày 8 tháng 6 năm 2019, trả tương ứng 64,79% tổng số tiền hỗ trợ. Đối với những hộ có tổng số tiền dưới 3 triệu đồng sẽ được chi trả hết số tiền hỗ trợ. Thời gian chi hỗ trợ bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 năm 2020 đến ngày 18 tháng 5 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay giá tiền lợn đang ở mức trên 80.000 đồng 1 kg hơi và 120 đến 160.000 đồng 1 kg thịt tùy loại. Chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm bình ổn giá thịt, trong đó có giải pháp khuyến khích người chăn nuôi tái đàn trở lại nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thịt và ổn định thị trường. Tuy nhiên, việc tái đàn cần được kiểm soát để phòng ngừa dịch bệnh và đảm bảo chăn nuôi an toàn, ghi nhận tại huyện Khoái Châu. Gia đình anh Văn Đình Khánh ở xã Đông Tảo là một hộ chăn nuôi quy mô lớn của địa phương. Khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát, gia đình anh đã phải tiêu hủy hơn 2.000 lợn thịt và 600 lợn nái. Hiện nay, qua theo dõi, dịch tả lợn châu Phi đã tạm lắng nên anh quyết định tái đàn trở lại. Tuy nhiên, số lượng chỉ bằng 20% so với trước kia. Để đảm bảo an toàn chăn nuôi, anh đã phun khử trùng, vệ sinh chuồng trại, lợn giống nhập vào được theo dõi ở chuồng riêng, cách ly từ 15 đến 20 ngày mới nhập đàn, hạn chế tối đa tiếp xúc từ bên ngoài vào khu vực chuồng trại. Tôi cũng tái đàn dần dần theo quy trình, mình vào không như vào ồ ạt như ngày xưa. Mình vào thì có thể vào 20 con, 3-40 con một đợt thôi. Tại xã Tân Dân, ổ dịch tả lợn châu Phi cuối cùng được xử lý vào tháng 9 năm 2019. Đến nay, chưa xuất hiện thêm ổ dịch nào. Đàn lợn tại xã có xu hướng tăng nhẹ, các trang trại lớn bắt đầu tập trung tái đàn. Hiện trên địa bàn xã có tổng đàn lợn đạt trên 18.000 con. Về vệ sinh và khử trùng an toàn về sinh học thì mình vẫn phải làm đều đều, tăng tái đàn từ từ. Lo lắng là nếu mà khi mà tái đàn mà không may dịch trở lại thì có thể là mất tất cả gốc. Chúng tôi tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi trước khi mà coi như tái đàn thì phải làm sao là làm tốt công tác phun phòng rồi vệ sinh tất cả các cái chuồng trại, làm sao cho đảm bảo được cái yêu cầu của việc coi như chăn nuôi, nhất là công tác coi như vệ sinh an toàn sinh học. Tại thời điểm tháng 10 năm 2019, tổng đàn lợn toàn huyện Khoái Châu đạt 68.000 con. Đến đầu năm nay đã tăng hơn 30.000 con, nâng tổng đàn toàn huyện đạt trên 100.000 con, trong đó có 9.300 lợn nái và hơn 90.000 lợn thịt. Việc tăng đàn chủ yếu ở các hộ trang trại gia trại chủ động được nguồn giống, có lợn nái nuôi tại chỗ. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp huyện cùng các địa phương thường xuyên nắm sát tình hình thực tế, kiểm soát đàn lợn và khuyến cáo người dân tiêm phòng, khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh tái lại. Qua đó, đảm bảo yêu cầu về chất lượng cũng như nguồn cung ứng ổn định cho thị trường, nhất là trước tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay. Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Yên Mỹ vừa tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện những trái tim hồng năm 2020. Khoảng trên 900 đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ và nhân dân tham gia hiến máu. Trong đó, có nhiều người đã tham gia hiến máu nhiều lần như anh Nguyễn Xuân Tùng, bí thư huyện đoàn, anh Lưu Đình Duy, bí thư đoàn xã Liêu Xá, thầy giáo Đỗ Văn Hải, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nghĩa Hiệp, bà Nguyễn Thị Thắm, trưởng phòng giáo dục huyện. Sau một ngày phát động, ban tổ chức đã thu được 513 đơn vị máu. Toàn bộ số máu sẽ được trao trực tiếp cho Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để giúp đỡ các bệnh nhân nghèo khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, dịch Covid-19 đang tác động đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Những người có hoàn cảnh khó khăn như hộ nghèo, người khuyết tật, lao động thời vụ đã khó khăn nay càng chồng chất khó khăn khi bị mất nguồn thu nhập. Thời gian qua, phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, các cấp hội Chữ thập đỏ tỉnh đã có nhiều hoạt động phối hợp giúp đỡ những người nghèo vượt qua khó khăn mùa dịch. Phản ánh nhân ngày Chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế mùng 8 tháng 5. Gia đình bà Lê Thị Cậy có 4 người sống trong ngôi nhà chật chội. Do sức khỏe yếu nên cả gia đình bà Cậy gần như không có khả năng lao động, ai thuê gì làm nấy. Càng khó khăn hơn khi từ đầu tháng 4 năm 2020 thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh, nên công việc mưu sinh không còn đủ thu nhập. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với nhà hảo tâm đến thăm và hỗ trợ gia đình bà Cậy 1 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm khác. Trong đoạn Covid này, gia đình tôi rất xúc động và cảm ơn đã có bên chữ Hội Chữ thập đỏ đã đem mang đến những quà đầy ý nghĩa đã giúp đỡ gia đình. Trên hành trình vì mọi người ở mọi nơi, Hội Chữ thập đỏ các cấp luôn đảm nhận vai trò nòng cốt, đầu mối, điều phối các hoạt động nhân đạo, kết nối những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức cá nhân để lan tỏa đến với những người cần trợ giúp trong cộng đồng. Đã có hàng nghìn lượt gia đình hoàn cảnh khó khăn được các cấp Hội Chữ thập đỏ giúp đỡ. Tính riêng từ đầu tháng 4 đến nay, các tổ chức nhà hảo tâm thông qua các cấp hội chữ thập đỏ đã thăm và tặng quà được trên 766 lượt hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá trên 200 triệu đồng, hơn 70.000 khẩu trang, trên 15.000 lọ dung dịch sát khuẩn. Cũng được sự quan tâm của các cấp hội chữ thập đỏ thì cũng hỗ trợ cho chúng tôi gạo, nước mắm này, rồi bột canh này, rồi xà phòng này. Đặc biệt là được sự quan tâm nhất là được cho chúng tôi cái phiếu mua hàng này là miễn phí, là được để giúp đỡ từng các hộ gia đình khó khăn. Đấy là chúng tôi thấy là cái việc làm nhân đạo thế này là mọi người dân thấy rất cảm ơn lãnh đạo, Đảng và các cấp chính quyền quan tâm đến đối tượng có hoàn cảnh khó khăn yếu đau. Với những hoạt động và việc làm cụ thể của các cấp hội chữ thập đỏ đã giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn về điều kiện vật chất và tinh thần, giúp họ vươn lên trong cuộc sống gia đình. Đó là những nghĩa cử cao đẹp, tô thắm truyền thống, tinh thần nhân đạo đầy tính nhân văn, góp phần chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát các đối tượng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tập trung chú trọng vào những đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, những đối tượng là nhân trong da cam để kêu gọi vận động rồi tuyên truyền đến các doanh nghiệp, đến các nhà hảo tâm là làm sao mà hỗ trợ cho bà con được sớm nhất. Chúng tôi dự kiến là trong cái đợt tới, đặc biệt là trong tháng nhân đạo thì chúng tôi sẽ dự kiến tổ chức và hỗ trợ cho khoảng độ trên 10.000 xuất quà. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.